cho quê hương mình là người dân cuộc sống được nâng càng ngày càng nâng cao lên, trong đó có tự do tin ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, chứ không có cả báo một chiều, đừng có được miền dân thế thôi. Với lại là tòa án là được xử cho nó công bằng, xử cho nó minh bạch. Cái ước nguyện của riêng bản thân Thiêm Liên và cũng như cộng đồng đây thì cũng mong về tương lai của một cái nước Việt Nam thật sự độc lập, tự do, có cái dân chủ và cái nhân quyền. Đó là những cái mong ước được một cái có sự thay đổi về những cái đặc quyền và cho nhân quyền cho cái người dân, và cũng như có một sự độc lập, một cái sự chủ quyền có đất nước về chống lại cái sự xâm nhập của cái ngoại bang. Buổi lễ thượng kỳ vào đầu năm của mỗi năm là một cái ngày lễ mang một ý nghĩa rất là đặc biệt đối với người Việt quốc gia ở hải ngoại. Đây là một cái buổi lễ rất là trang nghiêm, trang trọng để mà bắt đầu một cái năm mới, và cũng như là một cái ngày để mà mời anh linh của các vị tiền nhân Việt quốc và Bảo quốc để về đây để chung vui một cái Tết đầu năm với cộng đồng.